Saul Goncalves của giải Icon. Số ST là 107. Cương 24, chiều cao 1m8 và cân nặng 68 kg. Thế thuận trái 5 và phải 4. Vậy Raul là thuận chân trái. Raul là một tượng đài, một huyền thoại câu lạc bộ Real Madrid. Và anh dành lớn thời gian của mình đấu cho câu lạc bộ ra Tây Ban Nha và trở thành một trong những kỷ lục gia có hiệu số bàn thắng đáng nể câu lạc bộ thành Madrid. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Raul đã giành rất nhiều chức vô địch La Liga, Cúp Tây Ban Nha cũng như Champions League. Là tiền đạo sát thủ nhưng Raul chỉ có 3 sao kỹ thuật và có một chỉ số ẩn gốc duy nhất, đó là sút xoáy. Ở vị trí ST thì chúng ta có thể thấy điểm mạnh của Raul chính là khả năng dứt điểm và khả năng chọn vị trí. Đây cũng là hai yếu tố khẳng định anh là một sát thủ trước khung thành của bất kỳ một đối thủ nào. Ra bộ chỉ số như tăng tốc, tốc độ, rê bóng, giữ bóng, chuyền ngắn, đánh đầu, sút xa, volley và phản ứng cũng rất tốt. Saul thi đấu ở vị trí cắm ST thì chúng ta có thể đá ở sơ đồ hai tiền đạo hoặc sơ đồ một tiền đạo. Đây tôi để Saul đá cắm duy nhất và thuật đơn của anh như sau. Ta để xu hướng công 3 và thủ 1. Sẽ nách biến phòng ngự, đánh chặn bị động và chạy chỗ. Ta sẽ vào in game để Saul nào ở những đấu phạm. Là một trong những bóng rất hay, đời sống tư của anh cũng rất hạnh phúc và mang đến hào cho các fan của Giang An. Anh còn được biết đến với biệt danh là Chúa Nhẫn, mà lần ghi bàn anh đều hôn lên nhẫn hôn của mình. Và đó là một hình ảnh rất đẹp cho hâm mộ. Mỗi lần nhớ tới những bàn thắng của Saul là nhớ tới ăn mừng của Chúa Nhẫn. Saul chính là sản phẩm đào tạo thành công của câu lạc bộ Real Madrid. Anh đi lên từ lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Real và thành danh ngay trên câu lạc bộ đã đào tạo nên mình. Thời kỳ đỉnh cao thì Raul đã thi đấu cùng hành tinh Ronaldo béo và tiền đạo tài năng khác của Tây Ban Nha, đó là Fernando Torres. Mặc dù phải cạnh tranh với Ronaldo béo nhưng Raul lại là người chiến thắng. Mà tô béo liên tục thay đổi những câu lạc bộ của mình. Raul kiên trì và kiên nhẫn với Real Madrid. Chính điều đó đã tạo nên thành công của Raul khi mà anh có những danh hiệu Champions League. Còn Rô béo thì lại không có được danh hiệu Champions League. Chúng ta vừa thấy khả năng chọn vị trí và đánh đầu Raul là rất tốt. Hạn chế của Raul mùa giải Icon chính là chân phải của anh đã dứt điểm không hay bằng chân trái. Ra 3 sao kỹ thuật nó cũng sẽ ảnh hưởng khả năng phô diễn qua người. Lại điểm mạnh của Raul chúng ta có thể thấy được đó chính là khả năng chọn vị trí và dứt điểm, khả năng đánh hơi bàn thắng rất thường.
trong vòng cấm địa thì gần như những pha dứt điểm của Raul là không thể cản phá. Một kỹ năng nổi bật của Raul đó là khả năng sút xoáy rất tốt. Và chắc chắn là anh sút xoáy bằng chân trái sẽ tốt hơn chân phải. Chân trái là chân thuận của anh. Năng đỡ bóng bước 1, dê dắt và phối hợp đồng đội rất tốt. Giác như Raul dứt điểm rất tinh tế. Khi mà những pha dứt điểm của anh bóng đi không quá căng, rất hiểm. Và trong vòng cấm thì thường tình huống dứt điểm của Raul các bạn chỉ cần ấn D rất nhẹ thôi, bàn thắng. Tốc độ và khả năng vận tốc của Raul cũng rất tốt. Khả năng sức mạnh và tì đè đấm nhau với các hậu vệ đội bạn thì Raul không ngán bất kỳ cầu thủ nào, vì anh ta đang gì tại Icon là một cái mà toàn diện hoàn hảo của Raul rồi. Nhìn để đưa được Raul về đội ta sẽ mất tương đối tốn kém các của cái này. Raul chính là tiền bối của Cristiano Ronaldo. Sau khi Raul rời đi, Ronaldo đã trở thành một trong những cây săn bàn vĩ đại nhất của Real Madrid. Thời với Raul thì ta còn nhớ tới thành huyền thoại Iker Casillas, là một sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid, và cùng với Real Casillas cũng đã đạt rất nhiều thành công ở La Liga cũng như Champions League. Năng thoát xuống và chọn vị trí Saul là để mà nói về Saul thì anh không phải là một mẫu tiền đạo nổi bật, và đúng hơn là Saul thường là người kết thúc các tình huống hay hơn là việc anh tranh cướp bóng và tạo cho đồng đội. Thế khi thi đấu cầm Raul thì các bạn nên thi đấu đơn giản thôi, và hãy đưa bóng đến chân anh cầu cuối cùng. Raul sẽ làm rất tốt nhiệm vụ bàn của mình. Raul có thể phù hợp với cầu lối chơi.
Thằng thể dắt của Raul là tối cứng. Thế anh cũng không phải là một đạo thuật tốt. Đơn giản anh là sát thủ có khả năng đánh hơi và nhạy bén trong khung thành. Mẫu như tôi